người đàn ông được sói hoang nuôi 12 năm. Do nhiều năm bị mẹ kế đánh đập, năm 1946, Marcos, một cậu bé người Tây Ban Nha, khi ấy đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống con người và lui về sống ẩn nấp sau dãy núi. Một hôm, Marcos đi vào một cái hang và thấy bầy sói non ở trong đó. Anh đã chơi đùa cùng chúng và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh đã thấy sói mẹ mang thức ăn trở về. Nó gầm gừ với sinh vật lạ ở trong hang. Tuy nhiên, sau khi bầy sói con ăn xong, sói mẹ đã đẩy miếng thịt về phía ông và coi ông như một con sói trong đàn. Đàn sói đã dạy anh cách sống bằng quả dâu rừng, nấm dại và chỉ cậu cách băng qua những ngọn núi. Suốt thời gian đó, ông cũng không còn nói tiếng người nữa. Tới năm 19 tuổi, Marcos đã được quân đội tìm thấy và dùng vũ lực để đưa anh về làng nằm ở chân núi. Anh đã cố gắng làm rất nhiều việc để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, mọi người đều lợi dụng sự khờ khạo của anh, khiến anh bao phen khổ sở. Hiện tại thì mọi thứ đã dễ dàng hơn với Marcos. Anh từ một người quen với lối sống hoang dã đã trở nên thân thiện và tốt bụng.